Vision. Sau khi bộ phim Terror in the Needle Sài Gòn, tạm dịch là Khủng bố tại Sài Gòn nhỏ, được chiếu trên đài truyền hình PPS, đông đảo kiều bào ta dần biết đến vụ án 5 ký giả gốc Việt bị thủ tiêu trong thập niên 80-90. Gần đây, bà con tiếp tục nhận được nhiều thông tin mới, khách quan hơn về vụ án nhờ quá trình điều tra không biết mệt mỏi và rất dũng cảm của anh Nguyễn Thanh Tú, con trai ký giả Nguyễn Đạm Phong. Với sự giúp đỡ của nhiều bạn bè, người thân tại Mỹ, đến nay vụ án nhà báo bị Việt Tân sát hại dần được sáng tỏ, khiến cho dư luận trong cộng đồng ngày càng sôi sục trước sự tàn bạo của bọn khủng bố. Lật lại vụ án để có bức tranh toàn cảnh trước khi chúng ta phán xét lên án bọn tội phạm, nhiều người hẳn còn nhớ 5 trí thức gốc Việt làm việc trong các tòa soạn tại Mỹ bị sát hại dã man là nhà báo Nguyễn Đạm Phong, ký giả Lê Thuyết, nhà báo Hoài Điệp Tử, biên tập viên Dương Trọng Lâm và nhà báo Đỗ Trọng Nhân. Từ bộ phim Khủng bố ở Sài Gòn nhỏ đến kết luận điều tra của nhiều cơ quan, tổ chức cá nhân tại Mỹ đã chỉ ra rằng 5 nhà báo này bị sát hại bởi những bài báo của họ liên quan trực tiếp đến Mặt trận Thống nhất Quốc gia Giải phóng Việt Nam, một tổ chức vũ trang đã bị khai tử, và Đảng Việt Tân, tổ chức hoạt động kiểu băng nhóm xã hội đen của một số người Việt có đầu não tại Mỹ. Với sự quyết tâm tìm kiếm sự thật về các vụ ám sát, đồng thời thực hiện di nguyện của bố đẻ là ký giả Đạm Phong nhằm bảo vệ sự trong sáng cho cộng đồng, anh Nguyễn Thanh Tú đã tổ chức 2 buổi họp báo tại bang California tố cáo những tội lỗi trời không dung đất không tha của Việt Tân vào ngày 17 tháng 3 năm 2017 và ngày 29 tháng 4 năm 2017. Hôm nay, với tư cách là một biên tập viên của kênh thông tin Việt Vision, trước hết tôi, Nguyễn Ngọc Bảo Trâm, xin cảm ơn ông Nguyễn Thanh Tú đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn này. Vâng, thưa ông Nguyễn Thanh Tú, khi biết ông đồng ý tham gia cuộc phỏng vấn của chúng tôi, có lẽ nhiều người Việt hải ngoại sẽ gọi ông là Việt Cộng Đồng Vùng, hoặc những danh hiệu tương tự như vậy. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng là các tờ báo và kênh thông tin trong nước cũng có quyền phỏng vấn ông trên tinh thần tôn trọng sự thật và công lý. Vậy, mời ông đặt ra một số nguyên tắc và giới hạn cho cuộc phỏng vấn này, sao cho ông không bị cộng đồng người Việt bên đó. Trước khi tôi trả lời, tôi xin phép anh Bảo Trâm, tôi và lời với những người trong nước quốc nội đấy, là một trong cái việc tôi muốn chia sẻ là gọi là muốn mong người quốc nội hiểu cho tôi là cái tiếng Việt tôi không có rành nhé. Tại văn chương tôi sẽ không phải như anh Bảo Trâm, không thể bằng được. Tôi có thể nói là gọi là thành phần học trò thì đúng hơn. Vì vậy tôi hy vọng những người quốc nội phải thông cảm và rộng lượng với tôi một tí. Tôi đã gọi là nói là trưởng thành ở Hoa Kỳ mấy chục năm rồi, 40 mấy năm rồi. Tôi mấy người xung quanh tôi là người Mỹ cả. Tôi chưa bao giờ hoạt động hoặc là tham gia vào cái gọi là cái cộng đồng Việt Nam hải ngoại, thành ra tiếng Việt tôi hơi bận một tí. Mong anh hiểu cho. Nếu tôi có nói cái gì sai, những cái từ ngữ mà tôi dùng có thể tôi dùng sai hoặc là áp dụng không đúng đấy, không phải là ác ý. Vì thế tôi xin lỗi trước, tôi xin lỗi anh và Bảo Trâm và khán thính giả của Việt Vision và luôn cả những người quốc nội. Còn cái câu hỏi mà anh hỏi tôi ra điều kiện không, anh tự do hỏi, không có gì cả. Anh hỏi về cái, anh có nói về cái chuyện mà gọi là gì, cộng sản năm vùng ấy, năm vùng. Ok, để tôi trả lời. Yeah, để tôi trả lời như vậy. Để tôi trả lời, tôi nói sơ để anh hiểu tại tôi là tôi và bố tôi ra sao. Lúc cái câu trả lời tôi nó rất là quan trọng, là tại sao nó sẽ hướng về tương lai. Ngày xưa lúc tôi, lúc 10, 11 tuổi, lúc đó đang học thi đại học, thì có một người hàng xóm, anh bố tôi mướn qua dạy cho tôi để chuẩn bị đi thi đại học đấy. Tôi nhớ lúc bấy giờ tôi 10, 11 tuổi, thì cái sự suy nghĩ của một đứa trẻ con, thì lúc bấy giờ ông ta có nói về cái chiến tranh gì gọi là Điện Biên Phủ, chiến lược Điện Biên Phủ. Thì ông ta, anh đó tôi quên tên, tôi gọi là anh Minh đi. Anh Minh có nói với tôi là lúc bây giờ là Đại tướng Võ Nguyên Giáp thắng. Mà tôi thì là con nít, đứa trẻ con 11, bố tôi hay đi ngoài quốc về mua mấy cái xe tăng đồ này kia, trực thăng. Tôi coi, tôi nói vô lý, làm sao mà thắng được. Tại vì lính Pháp văn minh hơn, với lại vũ khí tối tân hơn. Tôi cãi với ông đó. Thì bố tôi có đi ngang, nghe nói như vậy thì bố tôi ngừng lại, nói chuyện gì vậy. Thì tôi mới kể là ông này sai, ông nói là lính Việt Nam, tôi thấy lính Việt Nam đi bộ không à, làm sao mà thắng được xe tăng, được trực thăng. Thì bố tôi mới nói thôi, Tú con ngồi xuống bố kể cho nghe, để bố ráng bố giải nghĩa cho con nghe. Thì
Anh Minh á, thì anh có nói thì bố tôi nháy mắt không sao trước khi vào đề tài như vậy. Tú con đúng và anh Minh cũng đúng, nhưng mà trước khi kết luận, nếu người nào người sai thì người đó phải nhìn nhận mình sai. Thì bố tôi ngồi mời nói tôi ngồi xuống kể kể, bố tôi mới giảng nghĩa. Lính Pháp, Tú con nói đúng, văn minh và vũ khí tối tân, nhưng mà họ là lính nhà nghề, có nghĩa là họ không có lý do gì phải có ở đất nước Việt Nam, họ đánh vì tiền. Còn lính Việt Nam á là lính gọi là tình nguyện đi chết. Thì tôi mới thắc mắc tại sao lính Việt Nam mà tình nguyện đi chết, nhưng mà ngu về bố. Thì anh mới mắng tôi, anh nói Tú không có hổ như vậy. Thì bố tôi mới nói không, để cho em nó nói, em nó không hiểu không sao đâu, để cho bố giải nghĩa như vậy. Không phải là lính ngu, con cứ tương tự như vậy. Hôm nay sáng nay con và bố và mẹ con, hai mẹ con đi chợ, ra ngoài chợ mua đồ, chẳng may mẹ bị một người khác chân lại chân đường giật đồ rồi đồ đánh mẹ, thì Tú con làm gì? Thì tôi mới nói thì con bảo vợ con bảo vệ mẹ chứ, bảo vệ mẹ, nhưng mà con nhỏ hơn người ta to hơn. Thì tôi mới bảo tôi lấy gạch tôi đập đầu mình họ vào đầu họ. Và bố tôi nói nhưng mà họ có dao có súng thì sao con? Thì tôi mới nói con không cần biết, con phải mọi tư cách để bảo vệ mẹ con. Thì bố tôi nói đúng, thì cái nước Việt Nam là một người mẹ, khi một người mẹ bị nguy thì sao? Thì những người con dân đất nước mẹ chúng sẵn sàng hy sinh cái sống, có nghĩa là họ tình nguyện mang thân đi cứu nước, con hiểu chưa? Ý bố muốn nói đây là như vậy, có hai điều sau này con sẽ hiểu. Cái điều thứ nhất á là thù cha và nợ nước không thể tha thứ được con, sau này con hiểu. Còn cái vũ khí mà tối tân, không có vũ khí tối tân nào mà có thể giết những người lính đã chết, con hiểu chưa? Tôi suy nghĩ đi, suy nghĩ lại tôi mới hiểu ý tôi bố tôi muốn nói gì. Thì sau khi đó thì bố con mới hỏi con, bây giờ con nghĩ ai đúng ai sai? Thì tôi mới nhìn nhận tôi nói anh Minh đúng con sai, con hiểu rồi bố. Thì bố tôi mới nói lúc bấy giờ bố nói cái hay là con thấy con sai, con nhìn con sai để rồi con thay đổi hướng, cái đó cái hay. Còn cái chuyện mà nằm vùng hay không hay là nằm nệm nằm gì đây nữa tôi không biết, tôi chỉ nói anh như vậy. Cái đường hành trình tôi là cái đường hành trình đi tìm công lý cho bố tôi, cái đó là không phải là hành trình đi tìm phe đảng anh. Sự thật không biên giới và sự thật không có kẻ thù hận thù gì cả. Các anh là người Việt, tôi là người Việt, chúng ta là đồng hương với nhau, mặc dù có thể tiếng Việt tôi không rành như anh, nhưng mà tình người với người đồng hương vẫn còn đó. Còn cái chuyện mà nằm vùng nằm nệm gì đó, tôi đã chấp nhận cái chuyện. Anh nên nhớ là tôi không phải là nạn nhân mà là chứng nhân còn sống, có nghĩa là tôi đã thấy những thủ đoạn của họ dùng. Một trong cái thủ đoạn anh phải suy nghĩ kỹ là hay của họ là như vậy. Khi họ chụp mũ, anh là anh gọi là cộng sản nằm vùng, thì cái người mà ở Việt Nam hải ngoại họ tự khống chế cái tiếng nói của họ đi. Tôi là một người suy nghĩ, một người Tây phương, tôi không cho phép anh tước lấy cái quyền của tôi. Tôi tiếp tục tôi đi, anh muốn như tôi nói anh muốn gọi tôi gì anh gọi, cái đó tự do của anh. Xin anh mời anh. Dạ Tôi vâng. nói hơi lâu. Vâng, cảm ơn những chia sẻ rất là chân tình của anh Thanh Tú.